Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Thì hôm nay mình gặp một cái sự cố rất là không mong muốn trong quá trình làm việc. Thì mình sẽ quay lại video để giao lưu cùng các bạn để cùng nhau rút kinh nghiệm. Đó là trong cái quá trình mà anh em nó đấu nối ổ cắm ra để lấy nguồn sử dụng cho quạt hoặc bóng đèn. Thì do sự đấu nối không thống nhất về màu dây cũng như là không theo quy chuẩn trong ngành điện nên là đã dẫn đến sự nhầm lẫn, làm cho nguồn ra ở ổ cắm, đáng nhẽ là chúng ta lấy 220V ra thì điện áp nó lên những 380V. Thì cũng rất may là phát hiện kịp thời và thiệt hại nó chưa có gì là đáng kể. Nên là qua video này thì cũng mong anh em làm đấu nối nên cẩn thận và nên đấu đúng theo màu dây quy ước của chúng ta. Không nên đấu lẫn lộn dẫn đến sự nhầm lẫn không mong muốn. Quay cho anh em xem nhá. Nguồn đến là dây nhỏ đây này. Nguồn đến dây nâu này. Dây tiếp điện này, tiếp điện là mát nhá, tiếp điện và mát thì chung và mát đây vào ổ cắm này ok rồi này. Nhưng mà đến bây giờ nói đến cái mát của cái thằng dây chạy cho bốn máy đây này. Mát đây nó đang đấu vào dây nâu nhá. Mát vào dây nâu nhưng nó lại chung vào cái dây nâu của cái thằng ổ cắm này này. Được chưa? Chung vào nâu ổ cắm. Mà nâu ổ cắm này với cái nâu nguồn đến nó là một, có nghĩa là chỗ này nguồn cả cái ổ này đang 38 và nó đưa cho cái dây tiếp địa của cái trục ngang này này, trục ngang chạy ra máy này này, dọc đến xuống cuối này này, cái dây tiếp địa này đây là đang mang dây lửa này, một pha nữa này, thế là nó thành 38. Cái dây không có một ai đấu một cái quy chuẩn dây dợ mà tại sao bọn anh ấy đấu như này nhỉ? Cái dây nâu thì người ta đấu, người ta phải đấu vào dây nâu thì người ta tuyên một cái quy định hoặc nào ấy thì người ta phải đấu vào mát chứ. Đây này cấp mát vào nâu này, cấp mát vào nâu này, cấp mát vào nâu, xong rồi là cấp nửa vào dây tiếp địa nên cái bản chất nó đang nhầm đây này, xong rồi là dây xám này cũng là xám này cũng là lửa này, đen là lửa. Ở đây nhầm, ở hai dây này thôi. Ở đây cái dây bản chất của nó là cái dây này, mát đang đấu vào dây nâu nên là nó bị nhầm.